gồm có giò thịt rất là mềm. Bây giờ anh Dũng sẽ làm một tô bánh canh đặc biệt các bạn. Đây là một giò. Cái này chả cá em. Có biết chả cá hả? Một tô giò nằm, hai tô giò lây, hai tô tá chả. Cái này thịt bò nữa. Một ít thịt bò. Chặt thịt chứ. Là làm từ thịt heo á. Dạ. Thịt heo với lại chả luôn rồi nè. Hai tô tá chả. Cái chả cá đặc biệt làm từ cá biển em này, từ Ninh Thuận luôn á, đặc sản của Ninh Thuận luôn á. Có lẽ là màu điều đúng không em à? Hai tô bò tá chặt thịt con. Dạ. Một tô không hả? Hai tô tá chả thịt, một tô không hành. Rồi, nó tô dùm cậu luôn. Đây là những thành phần bên trong một cái tô đặc biệt. Sau đó là mình bỏ làm bánh canh đã chín rồi, bỏ vào tô. Mình bỏ hành tiêu vào, ok. Hành vi và hành hạt được tươi được xác định vậy tiêu. Do gì đã được ăn rồi? Hôm nay kênh GoFood sẽ giới thiệu cho các bạn với quý vị một tiệm bánh canh bột gạo các bạn, cũng rất là ngon, trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, nó gần cây xăng Biên Khoa các bạn. Đây là không gian bếp chế biến ra những cái tô bánh canh giò thịt bò rất là ngon. Đây, chúng ta cùng vào bên trong xem thử là tô bánh canh ở đây như thế nào. Mời bé. Cái này là mình đã làm chín rồi đúng không chị ha? Khoảng 40 phút là xương giò chín. Đây là giò để bán tô bánh canh đây các bạn. Nó phải vậy chứ không Trang ơi, cho chị ba bình ớt Trang. Hằng ngày mình bán bao nhiêu ký giò này vậy chị? Đây ông chủ cứ biết. Con chữ luôn. Đây là bánh kiểu quán bánh canh A Trọng các bạn. Cùng công ty cùng ăn uống. Đây là bánh menu. Giá thì khoảng từ 30.000 cho đến 45.000 thôi. Giá trung bình thì tính ở đây ngoài khoảng kia thì khoảng bình dân. Đây là các chi nhánh của quán bánh canh A Trọng các bạn, 5 chi nhánh. Anh Phương, đây là bánh canh mình đặt người ta gia công đúng không Phương? Đúng rồi. Đây là chả thịt, chả thịt. Chúng mình một tô vậy là bao nhiêu cục thịt chị? Dạ tùy tô nữa, tô chả thịt với xương, tô chả thịt với bò thì mình bỏ khác, còn tô chả thịt với bò mái đồ mình lại bỏ khác. Vậy giá nó khác nhau á. Hai tô bò tái chả thịt chưa không? Dạ. Chả thịt không thì hai tô thịt cá. Đây là nhân viên quán sẽ làm lại những tô bánh canh các bạn. Không hành nha. Nói cho cậu hai tô ra thôi. Bánh canh ở đây là khi khách đến là mình mới làm để cho nó nóng ngon hơn. Cái này là một phần đây đúng không em? Khi nào nó sôi lên là được không? Sôi tan màu điều. Không hành nha con. Hai tô chả thịt. Nhân viên sau khi bánh canh là chín thì nhân viên sẽ bỏ vào tô cho khách.
này là một phần tô nhỏ hả? Dạ, còn thêm thịt á. Cái này là tô lớn là... Tô đặc biệt ạ. Tô đặc biệt là có đầy đủ luôn á. Chà cá của ai còn thiếu một tô? Ai đổ lớn nước không hả? Chụp một ngày ba lên ba chủ rồi. Và một cái thịt bò nữa. Bò tiếp tiêu tiếp hành không? Có lượng đúng không? Biết quán này lâu như chị ha? 5 năm rồi. Từ lúc bắt cái chương tới giờ. Là chị ăn tới giờ luôn hả? Chị nhà chị gần đây không? Nhà gần đây. Chị ăn đi làm cũng gần đây luôn. Ghé vô ăn trưa và ăn chiều. Nói chung là ăn một ngày hai lần á. Ghê à? Rồi chị thấy bánh canh đây như thế nào? Quá ngon, không ai bằng đâu. Chị thích là ở đây có nhiều loại bánh canh mà chị tới đây là chị chọn bánh canh chả cá, đi ăn một thứ bánh canh chả cá. Một thứ. Đây là phòng máy lạnh của quán bánh canh Trọng nha các bạn. Em hỏi là cơ duyên nào mà khiến anh đi mở quán bánh canh A Trọng như thế này ạ? Thứ nhất là gia đình có cái một cái công thức và có được cái sự ủng hộ được khách hàng khoảng 5 năm. Thứ hai mình cũng làm bên kinh doanh, mình nghĩ là theo lời ông bà thì phi thương bất phú, mình muốn có cơ hội trong cái... Nhưng mà tại sao anh không mở cái món khác mà anh lỡ bánh canh xương bò giò? Mình nghĩ là ẩm thực, quần áo hay là ăn uống thì nó khách hàng luôn cần, nó không có biến động theo cái xu thế nào hết. Khi nào ta cũng phải cần, nếu mà mình nấu ăn ngon thì mình có cơ hội. Dạ. Cho em hỏi là quán mình bây giờ là có bao nhiêu chi nhánh rồi anh ha? Hiện nay bên mình có khoảng 5 chi nhánh. Dạ. Thì mình chi nhánh mà lâu đời nhất là được bao nhiêu, được bà con ủng hộ bao nhiêu năm rồi? May mắn là cái chỗ 263, 265 được 5 năm và vẫn được khách hàng tín nhiệm. Dạ. Trên đường là Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Cho em hỏi là một cái điều riêng này thôi, cho em hỏi là anh Vương là quê gốc ở đâu ạ? Mình người Đắk Lắk. Dạ. 47. Là quê hương của cà phê ấy, phải không ạ? Cà phê. Dạ. Mấy người mà quê đó là có duyên kinh doanh lắm anh à? Cũng đang chờ câu trả lời trong tương lai, điều đó sẽ được thành tựu. Đây là không gian bếp hả các bạn? Đây là thịt bò đã chụp qua rồi đó các bạn. Để khách vào thì mình bỏ vào tô bánh canh cho nó nhanh, phục vụ khách kịp thời. Đây là những cục giò rất là ngon. Đây là chả thịt các bạn. Đang làm mấy phần mang về đúng không em ha? Đúng là kéo tay. Đây đang làm mấy phần mang về em? Dạ không, cái này là mình để sẵn đó anh. À chuẩn bị trước à? Dạ. Khách vô là muốn liền. Dạ. Bỏ giò và chả vào bị để chuẩn bị khách vào là về liền các bạn. Chứ không là không kịp. 76.
cùng gặp đầu bếp người sáng lập ra cái món bánh canh bột gạo A Chọc mời các bạn. Chào anh Dũng. Anh cho em hỏi là cái quán mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh Dũng ha? Anh có nhiều chi nhánh lắm á. Chi nhánh hiện tại đấy ở Phạm Văn Chiêu đây bán từ 11 giờ tới 10 giờ đêm. Chi nhánh ở Phạm Văn Chiêu là từ 10 giờ. Từ 11 giờ đến 11 giờ trưa đến 11 giờ đêm hả các bạn? 10 giờ đêm đó ạ. Còn mấy chi nhánh khác là bán từ 7 giờ sáng. Dạ. Anh thông thường thì giò em thấy giò ở đây cũng ngon thì mình bán một ngày bao nhiêu ký giò anh? Giò hả? Dạ. Ngày 15 ký giò em ạ. 15 ký giò một ngày. Và bò thì bao nhiêu anh? Thịt bò thì bao nhiêu anh? Bò thì bán anh chủ yếu là bán thịt heo, thịt bò là bán cù thôi, cũng ít lắm. Dạ. Bán cháu ký thịt bò thôi à. Còn cái viên viên của mình là chả chả gì anh? Và cái đó là thịt heo em. Nhiều hành lá. Rồi khách mình tới quán mình đang là giờ nào là đông nhất anh Dũng? Đông nhất từ 5 giờ chiều tới 7 giờ tối nhé. Dạ, là khoảng quán lúc nào khu bàn hết rồi. Dạ, khoảng 8 giờ tới là không còn nữa đúng không anh ha? Không còn bánh canh nữa. Chưa thì 8 giờ là hết rồi. Rồi bạn nào có thưởng thức thì ghé trước 8 giờ các bạn. Lượng khách vào quán ngày càng đông hơn các bạn. Đây khách chuẩn bị bước vào quán để thưởng thức tô bánh canh A Chọc. Đây là không gian của quán đây các bạn. Phía bên trong là sẽ có một phòng máy lạnh nữa. Hai tô đặc biệt. Tô đầy đủ. Tô kia đầy đủ nha. Thêm một chén. Thân phần hành lá không? Thì tô này bỏ tùy á. Thêm. Tô anh bỏ tùy hả? Tô kia đầy đủ. Thêm một chén bò thái với cả viên này á. Đây là một tô bánh canh bột gạo đây các bạn. Còn có giò này. Chả cá. Chả thịt. Ăn kèm. Ngoài ra thì mình muốn ăn kèm thì cùng với bánh mì. Cho những cái